Ngày 10 tháng 11, Hội đồng Nhân dân thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8. Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng đọc tờ trình về miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đối với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ do đã có đơn xin từ chức. Tại kỳ họp, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đối với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ. Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hữu Anh Tứ đã vi phạm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy chế làm việc và sự phân công của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức trên các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn Thành phố Thủ Đức. Việc này đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và công tác cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.